Vân Nam là một tỉnh phía Tây Nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp biên giới với Việt Nam. Vân Nam có diện tích 394.100 km², rộng hơn diện tích của Việt Nam. Vân Nam được chia thành 16 đơn vị hành chính cấp địa khu, gồm 8 thành phố và 8 châu tự trị. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Côn Minh. Vân Nam là nơi bắt nguồn của sông Hồng, sông Đà, sông Mekong cũng chảy qua. Vân Nam có khí hậu ấm áp quanh năm và cũng là quê hương của 20 năm dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, khi đến Vân Nam, khách du lịch có thể hòa vào nếp sống, văn hóa, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Trong vlog này, mình sẽ đưa mọi người khám phá châu Hồng Hà, nơi tự trị của dân tộc Cáp Nê. 3 ngày 2 đêm, mình sẽ đi qua Hà Khẩu và 4 điểm thuộc châu Hồng Hà là Tiến Thủy, Bỉ Miên, Di Lặc, Mông Tự. Thời lượng của video khá dài nhưng mình tin chắc video sẽ có nhiều điều thú vị. Hãy theo chân mình xem hết video này nhé! Một năm trôi qua rất nhanh và mình cũng không ngờ là sau chuyến đi Hà Khẩu hồi tháng 4, mình lại có cơ hội quay trở lại Trung Quốc vào dịp cuối năm. Kể ra mình cũng có duyên với Trung Quốc ghê. Bạn bè mình thường hỏi là đi du lịch suốt không chán à, thì mình vẫn chỉ trả lời giống nhau và một câu duy nhất là đi mới là cách sống của mình. Du lịch Trung Quốc ngày càng phát triển, tỉnh Vân Nam cũng đẩy mạnh du lịch ở các huyện, địa phương, đặc biệt là châu Hồng Hà. Đối với mình, đi đường bộ hay bay đều có đặc điểm riêng biệt. Đi đường bộ tuy mất nhiều thời gian di chuyển, nhưng cũng có cái vui đổi lại đó là được ngắm đường xá, phong cảnh kỹ hơn. Trong bữa ăn đầu tiên ở Trung, tuy biết trước là đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay rồi nhưng mà mình vẫn phải công nhận là mình ăn thấy không quen và khó ăn thật. Lần này đi thì đoàn gặp hơn 30 người, cảm giác thì rất là khác biệt so với chuyến đi tự túc. Toàn những người xa lạ không hề quen biết, nhưng sau chuyến đi thì lại cảm thấy thân nhau mà chẳng muốn tạm biệt. Có những cô chú nhiều tuổi rồi nhưng mà vẫn tràn đầy năng lượng trong chuyến đi mà mình phải ngưỡng mộ luôn ấy. Bọn mình phải dừng lại trạm để kiểm tra số lượng người và nhận diện khuôn mặt. Phần mí cho mọi người một sự thật mình nghe được từ hướng dẫn viên về tỉnh Vân Nam là thời tiết ở Vân Nam quanh năm ấm áp, đặc biệt nhất là bầu trời xanh ngắt, có rất nhiều mây cuộn thành nhiều hình dạng khác nhau mà ở Hà Nội hiếm khi thấy được. Theo nghĩa Hán Việt thì Vân có nghĩa là mây. Tỉnh Vân Nam nằm ở phía tây nam Trung Quốc nên nơi đây được gọi với cái tên là Vân Nam. Kiến Thủy là một huyện thuộc châu tự trị của dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Kiến Thủy nằm ở bên bờ sông Hồng, phía nam cao nguyên Điển Đông. Huyện này có diện tích là 3.940 km². Với cổng vào nhỏ xinh nằm một góc trên con phố Hàn Lâm, nếu không đi sâu vào trong, bạn sẽ không biết Chu Viên Hoa Gia hay là hoa viên nhà họ Chu lớn đến mức nào. Xưa kia, nơi này được gọi là vườn ngắm cảnh lớn nơi biên giới Tây Nam hay là vườn ngắm cảnh lớn nhất phía Nam của tỉnh Vân Nam. Chu Sa Hoa Viên được xây dựng từ những năm 1870 và phải mất đến 30 năm mới hoàn thành, năm 1910. Xưa kia, nơi đây là dinh thự nhà ở và tự đường của nhà họ Chu, một gia tộc thương nhân giàu có ở Kiến Thủy. Sau này được nhà nước tiếp quản, tu sửa và mở làm điểm tham quan nghỉ dưỡng cho công chúng. Dinh thự này được lấy cảm hứng từ dinh thự xa hoa, lộng lẫy trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng lưu truyền từ đời nhà Thanh. Trong khu này còn tổng cộng 214 phòng và 42 khoảng sân. Gây ấn tượng nhất với du khách là khoảng sân chính với hồ nước lớn, xung quanh là các đình nghỉ chân cùng với vô vàn các loài cây xinh cảnh đẹp mát mắt. Meow. Yeah. Yeah.
这是这个阿姨吗 ？Yeah。像你那个阿姨。Yeah。Yeah。拜拜，阿姨，拜拜。拜拜，再见。Cứ đi dọc trục đường chính, bạn sẽ thấy cổng chào lớn với kiến trúc Trung Hoa cổ xưa để dẫn vào khu phố Hàn Lâm. Con phố này dài hơn 600m, hai bên đường là các cửa hàng rượu, hàng đồ gốm thím kiến thủy. Thời nhà Đường, đây là Trúc Thành hay còn gọi là Huệ Lịch Thành của Nam Chiếu. Sau Vương quốc Đại Lý lập quận Kiến Thủy, thời nhà Minh lập châu Kiến Thủy thuộc phủ Lâm An, nhà Thanh chuyển châu thành huyện. Thời cổ đại, thành Kiến Thủy là một trong những thành trì quan trọng ở phía Nam, Vân Nam. Năm 1994, thành cổ này được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xếp là thành cổ văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Ông Bình đấy ngoài ạ. Mang vali vào ớ. Ừ, thôi không cần. Lại một màn unbox hơi gió hơi. Đây, đây, đây. Chúng mình đi giới thiệu đi. Đi, đi, đi xem phòng tắm. Ê, trông cũng xinh nha. Ra đây, ra đây, tay bạn ơi. Đèn đâu ta? Đèn. Thank you.
Chỉ cho mọi người một quán kem siêu ngon, vẫn đi dọc xuống dưới sẽ có quán kem bên tay phải bán rất nhiều loại kem trang trí bắt mắt. Ngoài ra thì ở đây cũng có bán trà nóng đang hot trên mạng nha. Mày để tao quay vào đây nữa. Mọi người ơi, nếu mà mọi người có muốn đi từ bên phố Tử Đào sang bên thành cổ Kiến Thụy thì sẽ book xe ô tô 10 tệ nha, hoặc là có thể trả giảm giá sẽ hơn 1.000. Mình phải quay quay ngược lại, đứng sau đẹp hơn. Đứng sau đẹp hơn ấy nhờ. Buổi sáng ở Kiến Thụy lạnh mà làm bọn mình sốc luôn á. May là ăn sáng ở ngay quán đối diện khách sạn bên đường nên cũng không phải đi bộ xa lắm. Bình thường 7 giờ Việt Nam ngoài đường phải tắc nghẽn kín đường rồi, mà bên Trung họ sinh hoạt muộn lắm luôn ấy. Bữa sáng ngày thứ hai thì ăn bún hay là mì gì thì mình cũng không rõ, nhưng mà cách lấy đồ ăn thì cũng lạ. Đến đoạn cái bát thì mình nhớ ra là người Trung ăn bát rất là to. Cầu Song Long nằm ở địa phận thành phố Kiến Thụy, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, là một cây cầu với kiến trúc rất độc đáo, đậm chất Trung Hoa, còn được gọi là cầu 17 vòm vì trên cầu có 17 vòm. Thương truyền đây là thành bang của thời Nam Triều, có chiều cao 9m, dài 148m, rộng từ 3 đến 8m.
Trên đường đi thì bọn mình có dừng lại ở Đông Phong Vận, nhưng mà do đau chân nên là mình không vào mà đi dạo gần đó. Nước này siêu ngon luôn mọi người ơi. Chết, mày uống mày say mày chết. Thì nên xem mày đau đau mày chết. Nó cũng không nặng lắm. Nhưng mà cũng nóng nóng nha, nhưng mà cũng Mấy cái quán quay nào mà 50 tệ. Bình thường cũng không uống mấy. Lấy đây là mua cho gia đình hợp bố mẹ thôi. Đoàn mình dùng bữa tại Di Lặc. Thật ra đi tour cũng có nhiều cái vui, được ăn và thưởng thức nhiều món ăn, chứ đi tự túc thì nhiều khi cũng không có cơ hội để ăn hết. Thái Bình Hồ nằm ở phía đông thành phố Di Lặc, thuộc châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc. Công viên được vây quanh bởi những hồ nước trong xanh và một dãy ngọn núi, tạo nên một cảnh quan hài hòa và thú vị. Những hồ nước lấp lánh với màu sắc trong xanh của nước và cảnh quan xanh tươi của rừng cây và cánh đồng xung quanh tạo nên một khung cảnh mê hoặc và hấp dẫn. Với diện tích rộng lớn lên đến 42 km², công viên này được trải dọc với nhiều hồ nước trong xanh được phân bố rải rác. Cảnh quan tại đây vô cùng tuyệt diệu, với những ngọn núi bao quanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Đối với cá nhân mình thì mình cực kỳ thích hồ Thái Bình, mình cảm giác như là đang được ở một tiểu châu Âu thu nhỏ, thấy rộng lớn và bao la. Nó đến là không có cái gì.
Di Lặc là nơi mà mình thấy ít dân và ít nhộn nhịp bằng các địa điểm khác. Nhưng mà sau chuyến đi ngày đầu mệt mỏi rồi thì mình nghĩ là Di Lặc sẽ thích hợp để relax hơn. Bọn mình có đi ngâm chân ở nước ấm của khách sạn và cảm thấy rất là thoải mái. Lần đầu ngồi ngâm chân mà cảm thấy mọi buồn phiền, chân đau nhức cũng biến mất. Vì tắm gội và nghỉ ngơi mất nhiều thời gian nên các hàng quán đóng cửa gần hết. Bọn mình đành phải ăn tạm mì tôm nhưng mà trải nghiệm cũng khá là vui. Cái hàng quẹt thật, quẹt thật. Mà cái kiểu gì đấy? Mày đây này. Bữa trưa tại Mông Tự bọn mình sẽ được ăn món bún qua cầu, được cho là đã ra đời ít nhất 100 năm ở thành phố Mông Tự, Vân Nam, gắn liền với một câu chuyện đẹp. Để làm ra một tô bún qua cầu, người nấu phải chuẩn bị nước dùng thật nóng, hầm nhiều giờ từ xương gà, heo, bún, thịt cá, trứng, rau, đặt sẵn trong các tô riêng. Khi ăn, thực khách sẽ cho các nguyên liệu vào tô nước dùng đang sôi, lần lượt thả từ trứng, trứng cút, rau muối, bún, đến giấm, tương, hành hoa, rau mùi, ớt tươi. Sức nóng của nước dùng sẽ làm cho mọi thứ chín dần và ngấm gia vị. Tuyến thu ngoài. Con nha hoàn kia. Thôi đây. Chuyên á, chuyên về nhất là để làm cho người dân địa phương ấy, quán nó nhỏ thôi, nó bé. Còn ở đây nếu mà với cái số lượng. Mông Tự là thủ phủ của châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Vân Nam, Trung Quốc. Đặc sản của Mông Tự phải kể đến lựu đỏ, bún qua cầu chứ danh. Vườn lựu Vạn Mẫu thuộc thị trấn Tân Yên Sở, huyện Mông Tự là địa điểm du lịch sinh thái nông nghiệp nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, được nhiều du khách ghé đến. Trong vườn lựu đã xây dựng chú tử lâu với kiến trúc truyền thống và các tiểu cảnh tinh xảo. Đây là trung tâm tiếp đón khách du lịch. Tìm
đến cuối cùng trong chuyến đi của đoàn mình là Bình Biên. Bình Biên có miêu trại Tích Thủy là một khu dân cư của người dân tộc Miêu sinh sống tại châu tự trị Hồng Hà, huyện Bình Biên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Huyện Bình Biên là một trong năm huyện tự trị dân tộc Miêu trên toàn Trung Quốc và là huyện tự trị của dân tộc Miêu duy nhất tại Vân Nam. Tổng diện tích của khu thắng cảnh miêu trại Tích Thủy rộng khoảng 1,4 km². Mục đích của chính quyền không chỉ để phát triển du lịch mà còn để người Miêu đang sống rải rác trên núi tập trung về khu vực này để sinh sống. Sau khi tham quan miêu trại Tích Thủy thì bọn mình sẽ quay về Hà Khẩu tự túc mua sắm và kết thúc chuyến đi. Chị thuê bao nhiêu đấy? Nó siêu lắm nha. Nó siêu lắm, mặt nó hung dữ kinh khủng luôn ấy. Kìa. Nào, lại đây. Miu. Miu. Mày kêu vừa nó nha em nha. Hơi bị kêu ấy. Đây. Hai cái. Bao à? 5 bình. Vlog của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Goodbye.